Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Ngọ trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Ngọ trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Theo tử vi 2021, tuổi Ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước. Đương số liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ thủ tục. Đồng thời, tuổi Ngọ bị tiểu nhân đeo bám thị phi bủa vây, quan tai khó tránh. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít nay lại khó khăn hơn. Xem tử vi 2021 cho thấy, điểm sáng trong năm chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Chủ về nguồn thu nhập chính tăng lên, chưa tới mức đột phá nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh, buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi. Sự nghiệp. Dù rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn khiến công việc của người tuổi Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2021. Cục diện hung hại mang theo điểm báo tiểu nhân quấy phá, lại có chuyện thị phi, đương số mất nhiều thời gian xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, con đường thăng tiến vì thế mà lắm chông gai. Nhưng không phải vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Có thời điểm tuổi Ngọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thành công cũng được 7-8 phần. Có điều, cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, để phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Xem tử vi tuổi Ngọ 2021, tiểu nhân, quan tụng, mối quan hệ xã giao ảm đạm khiến quan vận khó vượng, lộ trình thăng tiến gặp nhiều trở ngại hơn. Mặc dù có thời điểm được tử vi cát tinh mang tới vận quý nhân vượng, có người quyền thế giúp sức, nhưng vì chưa hội đủ thiên thời địa lợi nên cũng chỉ đạt kết quả khả quan, chưa thực sự như kỳ vọng. Tài lộc. Khó khăn khách quan khiến lộ trình cầu tài của tuổi Ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, con đường kiếm tiền, làm giàu của đương số tuy có vất vả và căng thẳng nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Ngọ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoành tài bất ngờ, không quá nhiều may mắn. Bạn tự làm tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Trong năm 2021, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng. Các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Tình duyên. Năm Tân Sửu, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng lắm phiền muộn. Gia đạo có điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh. Chủ yếu do tuổi Ngọ không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sớm được an. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn. Thậm chí đang giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã. Coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Người độc thân có không ít người theo đuổi, nhưng đa phần mang tới điểm thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua chuyện đau buồn, vết thương lòng ngày càng sâu. Sức khỏe. Năm Tân Sửu đến cũng là lúc mà người tuổi Ngọ phát sinh khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những người cao tuổi dễ bị đột quỵ nguy hiểm tính mạng. Đương số nên đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quẹt xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng phải động chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát thân. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Ngọ. Tử vi 2021 tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sa trung kim. Người tuổi Giáp Ngọ bước sang năm Tân Sửu 2021 nhìn chung vận trình gặp không ít bất lợi, nhất là về tài chính. Trong năm nên làm việc theo kế hoạch, tránh tình trạng tùy hứng hoặc ham vui khiến chi vượt thu, tài sản hao tổn, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý và sức khỏe. Với những ai còn đi làm, năng lực vững chắc vẫn giúp đương số gặt hái được thành quả nhất định. Bản mệnh chủ động về tài chính, ít phải dựa dẫm vào con cái. Tử vi 2021 tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thiên hà thủy.
Trong năm Tân Sửu, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 điềm báo tài vận sụt giảm. Vốn dĩ trong năm 2021, đương số có một vài cơ hội làm giàu tăng thêm thu nhập nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em họ hàng. Thậm chí có lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra con giáp này cũng rất dễ gặp họa thị phi trong năm, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Nhất là những ai có ý định sinh con năm 2021 cần có sự chuẩn bị kỹ càng kẻo khó đạt ước mong. Tử vi Bính Ngọ 2021 cho thấy, điềm báo tài vận sụt giảm mạnh, dễ hao tốn tiền của. Tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thiên thượng hỏa. Được khá nhiều cát tinh hội chiếu, đương số vẫn có cơ hội phát huy năng lực bản thân, cải thiện hiệu suất làm việc. Quan trọng là phải biết tận dụng lợi thế sẵn có. Có điều công việc không mấy thuận lợi, bản mệnh dễ nóng giận, bất ổn về tinh thần nên mắc sai lầm khiến mưu sự bất thuận, lại còn tổn hao sức khỏe. Thậm chí tâm lý tiêu cực còn có thể khiến bệnh cũ tái phát, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Tử vi Mậu Ngọ 2021 khá vất vả nhưng bù lại, đương số lại vượng tài lộc, đạt được vô số mục tiêu về tài chính trong năm Tân Sửu. Tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 lộ bàng thổ. Với người tuổi Canh Ngọ, bất ổn về cảm xúc, thiếu thận trọng hoặc chủ quan lơ là, dễ xảy ra tranh chấp với bạn làm ăn, mưu sự trắc trở. Thậm chí, đôi khi vì quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới họa phá tài. Sức khỏe cũng có nhiều điểm bất ổn, cần đề phòng các bệnh về tiêu hóa. Tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 dương liễu mộc. Nhìn chung vận trình năm 2021 của đương số khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bản thân con giáp này khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều tiểu nhân đe dọa, nên đương số làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Tử vi 2021 tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 sa trung kim. Người tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 gặp năm Tân Hợi 2021 báo hiệu vận trình hung vận lấn át cát vận. Trong năm 2021, nhân duyên của bản mệnh không được tốt lắm, dễ vướng họa thị phi tranh cãi, việc học tập bị ảnh hưởng, sức khỏe có phần giảm sút, hệ tiêu hóa gặp vấn đề. Một vài đứa trẻ sinh năm 2014 có tư tưởng phản nghịch quậy phá, hiếu động quá mức khiến cha mẹ phiền lòng. Cảm ơn các bạn.